Quận Đoàn Cẩm Lệ cũng vừa tổ chức lễ phát động được cao điểm 90 ngày tuổi trẻ Cẩm Lệ thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong đợt cao điểm, các cấp bộ Đoàn quận Cẩm Lệ tập trung thực hiện 14 chỉ tiêu và 9 công trình chào mừng. Song song đó là các chương trình sinh hoạt chính trị. Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng triển khai cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại lễ phát động, quận đoàn Cẩm Lệ còn ký kết chương trình hợp tác với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh giúp đoàn thanh niên, học sinh trên địa bàn tiếp cận với các chương trình đào tạo chuyên sâu, công nghệ tiên tiến, góp phần hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho thành phố. Quận đoàn cũng trao 10 phần quà cho cán bộ hội cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.